Chào các bạn, đây là mình Michael đây. Thì hôm nay mình không nói về cái phương pháp giao dịch, cái chiến lược giao dịch nữa. Cái đấy thì mỗi người có một cái phương pháp giao dịch riêng đúng không? Mình có phương pháp giao dịch riêng của mình. Thì hôm nay mình sẽ nói về, chia sẻ với các bạn về cái tư duy giao dịch của một nhà đầu tư giao dịch thực sự là sẽ là như thế nào. Thì cái này không phải là tư duy giao dịch của mình tự nghĩ ra, mà đây là mình cũng học hỏi từ mọi những cái nhà giao dịch nổi tiếng trên thế giới. Tại vì mình thấy là vẫn ở cái gốc của mọi vấn đề đều là cái tư duy của mình, chứ không phải là cái phương pháp giao dịch của mình hay là những cái chiến lược của mình như nào, mà nó phải xuất phát từ cái tư duy, cái góc nhìn của mình về thị trường nó như thế nào. Thì từ đấy thì mình sẽ xây dựng được một cái phương pháp, một cái chiến lược giao dịch theo cái tư duy giao dịch của mình. Thì ở đây mình muốn chia sẻ cái tư duy giao dịch đấy với các bạn để các bạn có thêm một cái góc nhìn, biết đâu là cái tư duy giao dịch này nó sẽ giúp các bạn một cái điều gì đấy thì sao, ai biết được đúng không? Thì cái tư duy giao dịch đấy là mình học được từ cái một nhà giao dịch tên là Tom Pugas. Thì anh Tom này trên trên YouTube cũng có anh, à, các bạn gõ Tom Trader, Trader Tom ra thì là các bạn sẽ thấy là anh Tom này, anh là người Đan Mạch hay là Bắc Âu gì đấy, một cái nước Bắc Âu rồi đấy. Anh ấy giao dịch cái thị trường chính này rất là lâu năm rồi, và anh cũng có rất nhiều người follow theo dõi anh ấy. Anh ấy có viết những cuốn sách hay là viết những cái bài nghiên cứu phân tích của cá nhân anh đấy về thị trường. Anh này anh có cái kinh nghiệm làm việc trong trên trong những ngân hàng đầu tư này, xong rồi trong cái mấy cái broker ở bên Anh rất là lớn, City Index phải đấy. Thì anh chia sẻ cái tư duy giao dịch của anh ấy mà anh ấy cũng học được, và có thể là của anh ấy phát triển thêm trong cái quá trình anh ấy học hỏi cái giao dịch. Thì tư duy giao dịch đấy là anh ấy đúc kết vào một cuốn sách tên là Bet Loser Win, dịch nghĩa Việt Nam là những người giỏi thua thì sẽ là người chiến thắng đấy. Các bạn hiểu là đơn giản là những người giỏi thua, nhưng do những nhà giao dịch mà họ giỏi giỏi thua ấy, thì họ cuối cùng họ sẽ là người chiến thắng. Thế là cái tư duy, cái tiêu đề của cuốn sách. Thì cuốn sách này ấy, nó viết bằng tiếng Anh mà, thì bạn nào mà đọc được tiếng Anh thì các bạn có thể là đọc, không cần được dịch ra. Mình thì mình cũng đọc được, không phải là mình học được 100%, mình học được tầm 80%, 90% của cái nội dung của cuốn sách thôi, nhưng mình thấy nó cũng ok rồi. Còn nếu mà bạn nào mà muốn không nói, chưa dịch được tiếng Anh ấy, thì các bạn phải dùng những cái công cụ như là trên Google Translate này, hay là những cái công cụ AI bây giờ nó có thể cho phép mình translate, mình dịch ra tiếng Việt để mình đọc. Còn bạn nào mà muốn đọc cái bản tiếng Việt đấy thì mình cũng có cái bản tiếng Việt, và bản đấy là mình dùng Google Translate để mình dịch ra thôi. Thì bạn nào cần thì mình cũng có thể nhắn tin, sau nào mình có thể chia sẻ cái bản tiếng Việt, cả bản tiếng Anh cho các bạn. Nếu bạn đấy là cho những bạn nào cần nhé. Thì trong cuốn sách này ấy, anh Tô mà anh ấy nói về mấy cái nguyên tắc của một cái để xây dựng nên một cái tư duy của một cái nhà giao dịch thành công, trader thành công. Thì trong nội dung cuốn sách này thì khi mà đọc hết thì các bạn sẽ tìm ra cái ba bốn cái yếu tố đấy là gì. Thì nó có rất là nhiều phần này, đây là cái mục lục của cuốn sách này. Phần đầu tiên là Freedom Road, nghĩa là cái con đường tự do. Thì bạn nào mà tiếng Anh mà chưa tốt đấy thì có thể là để mình dịch, thì mình cũng giúp các, có nghĩa là có thể là giúp các bạn được hiểu được một chút gì đấy về nâng cao một tí tiếng Anh của các bạn lên đúng không? Thì mình vừa đọc mẹ cũng có thể là giúp các bạn, giúp bản thân mình và các bạn luôn, mình dịch luôn. Với là mình, các bạn đọc sách về tài chính hoặc đọc sách
để giao dịch ấy, trading ấy, tiếng Anh ấy, thì nó có thể giúp tăng cái vốn từ ngữ tiếng Anh của bạn lên về cái chủ đề là giao dịch. Thì để điều đấy là giúp các bạn là có thể xem những video trên YouTube này, hoặc là đọc những cuốn sách sau đấy về tiếng Anh nói về giao dịch hoặc là đầu tư ạ, thì nó dễ dàng hơn. Đây là cách mình làm, thì mình cũng chia sẻ với bạn luôn. Cái dòng đầu tiên là What you become in life is dependent on the decision you make and how you decision make on your behavior. Thì nghĩa là cái điều mà bạn trở thành điều gì trong cuộc sống của mình ấy, thì phụ thuộc vào những cái quyết định của bạn tạo ra và cách bạn phản ứng với những cái quyết định đấy tạo nên cái niềm tin của bạn. Mình tính luôn nhá, mình không đọc nữa, mình tính luôn. Tại cái đại học Stanford này thì Steve Jobs thì đứng ở trên cái bục của cái phát biểu ấy, đứng trước cái niên khóa 2005, ông ấy đã đưa ra một cái bài phát biểu là khuyên giải làm sao cách sống trong cuộc đời. Thì nó dạng dạng như thế này: bạn hãy nhớ rằng là bạn sẽ chết đi, đó là cách tốt nhất. Ông ấy nói là bạn luôn nhớ rằng là một ngày nào đó thì bạn sẽ chết đi, đó là cách tốt nhất để tránh khỏi những cái bẫy hoặc suy nghĩ rằng bạn có cái điều gì đó để mất. Và bạn sẽ luôn luôn trần trụi. There is no reason not to follow your heart. Chính vì vậy thì không có lý do gì để không làm theo những cái điều mà trái tim mình mách bảo. Một vài người có thể bước đi khi mà cái sức nặng của đồng tiền ấy, như kiểu chịu áp lực dưới cái sức nặng của đồng tiền ấy, một vài người có thể bước đi chịu sự áp lực của đồng tiền. Cái yếu tố mà tạo dựng nên cái yếu tố mà tạo ra cái vấn đề là bạn không có những cái điều bạn muốn trong cuộc sống, đó là nỗi sợ. Đa phần thì mọi người ấy, thì play this game, chơi cái game này gọi là cái game cuộc sống ấy, gọi là cuộc sống, thì thường là rất là an toàn trong cái boundary, là cái trong một cái rào 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 chắn ấy. Hầu hết mọi người chơi cái game này gọi là cuộc sống trong một cái sự an toàn, trong một cái rào cản, rào chắn mà họ đã tạo ra khi mà họ lớn lên. Cái rào chắn này được xây bởi cái sự né tránh, cái nỗi sợ và cái sự không thoải mái. Và những người này thì là luôn luôn đưa ra những cái lời mà kêu là kiểu là ngụy biện ấy, hoặc là giải thích ấy. Những người này đưa ra những cái lời giải thích cái cho tại sao mà họ không lựa chọn những cái vấn tại sao họ lại không lại lựa chọn những cái lời nói nó ở bên trong giữ họ. Cái câu này thì mình chưa hiểu lắm này, sang câu tiếp theo này. Những người trung bình thì tìm kiếm những cuộc sống trung bình, nhưng thế giới này thì không được xây dựng nên bởi những cái người trung bình. Nó được xây dựng nên bởi những người unreasonable, những người không cần một lý do, những người không không cần lý do, những người mà dám nâng cấp cái bản thân họ lên, những người mà dám reset, là loại trừ ấy, những cái điều trung bình và go all in for success, là làm tất cả kiểu 100% ấy để thành công. Tôi thường được hỏi là how I made it to the top trading pyramid. Tôi thường được hỏi tại sao tôi lại đứng ở trên đỉnh của cái kim tự tháp, của cái đầu cơ giao dịch.
chính vì vậy là tôi là sẽ